9 tháng sau, đây là một hình ảnh hoàn toàn mới trong lớp học của cô Thúy. Cô đã nở nụ cười rất tươi khi các em học sinh của mình làm sai. Đối với cô, giờ đây, việc các em phạm sai lầm đã không còn nặng nề như trước. Một không khí học đầy hào hứng lan tỏa trong lớp học này. Có vẻ như các em học sinh của cô Thúy giờ đã có động lực tự học trong lớp. Những cánh tay giơ lên đầy hào hứng để trả lời. Lớp học bữa nay vui nhiều hơn, mà bọn em thấy được nhiều điểm tốt của cô hơn. So sánh với học kỳ 1 thì em thấy là vui vẻ hơn. Mỗi tiết học là có rất nhiều tiếng cười. Giờ đây, cô đã lựa chọn việc đứng cạnh em học sinh này, khuyến khích, khiến em không còn căng thẳng khi trả lời câu hỏi. Khoảng cách giữa cô và học sinh giờ đã gần hơn bao giờ hết. Ta thấy học trò và cô chan hòa với nhau, cùng cười. Cô giảm bớt những cái thiết quân luật, trở thành những cái kỷ luật tự giác của học sinh. Và tôi nghĩ cái sự thay đổi của chúng ta không cần phải gì nhiều lắm. Chúng ta thay đổi một chút trong cách nhìn của chúng ta. Cái cốc nước nó đầy rồi, ta chỉ cần cho thêm một chút đường nữa thôi. Thì cái khối lượng nó không thay đổi, số lượng nó không thay đổi, nhưng mà cái chất lượng nó thay đổi hoàn toàn.